Sáng ngày 22 tháng 4 năm 2018, 500 thí sinh từ 28 quận, huyện, thị xã và câu lạc bộ tin học Cung Thiếu Nhi Hà Nội đã tham dự hội thi tin học trẻ thành phố Hà Nội lần thứ 23 năm 2018, được tổ chức tại Trường Đại học Phương Đông Hà Nội. Các thí sinh đã tham gia đua tài tại 5 bảng A, B, C, D, E theo từng độ tuổi và cấp học. Riêng bảng D và E là phần thi về phần mềm sáng tạo, phần mềm nhúng. Đề thi năm nay tập trung đánh giá năng lực thực hành, đề cao tính ứng dụng, sáng tạo của thí sinh vào việc học tập, sinh hoạt, rèn luyện. Dựa trên kết quả của buổi thi này, ban tổ chức sẽ xét chọn và thành lập đội tuyển tham gia hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 23 vào đầu tháng 7 năm 2018.